Sáng nay tại Hà Nội, Báo Nhân dân đã khai trương trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo có tâm, có tầm của Đảng và triển lãm ảnh về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tới dự buổi lễ có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương. Trang thông tin gồm 5 chuyên mục: Kiên định con đường đã chọn, Thông điệp vì nước vì dân, Ý kiến lãnh đạo chuyên gia, Tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, Tin tức. Trang thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo có tâm, có tầm của Đảng, bao gồm gần 1.000 bài viết, ảnh, video, sản phẩm báo chí đa phương tiện, ứng dụng những công nghệ báo chí hiện đại trên nền tảng số, góp phần khẳng định, lan tỏa giá trị, những thành tựu lý luận và những đóng góp to lớn trong xây dựng cơ sở khoa học thực tiễn cho quá trình hoạch định đường lối, chủ trương xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Là cơ sở dữ liệu quan trọng, phục vụ công tác nghiên cứu, tra cứu của cán bộ, đảng viên và đông đảo công chúng. Cũng trong sáng nay, Báo Nhân dân đã khai trương triển lãm ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm 44 bức ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Triển lãm đón khách tham quan từ ngày 20 tháng 8 đến 22 tháng 8 năm 2024 tại 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.